Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số hôm nay, mời quý khán giả đến với chương trang của huyện Phong Điền. Như thường lệ, quý khán giả hãy cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nhờ sự chung tay của các nguồn lực xã hội, diện mạo những tuyến đường nông thôn huyện Phong Điền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, đưa Phong Điền trở thành địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước hướng đến hoàn thiện 5 tiêu chí để đưa xã Phong An trở thành đô thị vào năm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện bởi những hạn chế về nguồn lực. Tuy nhiên, trong thời gian qua, bằng sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp với nhiều chương trình về an sinh xã hội, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, diện mạo của giao thông nông thôn huyện Phong Điền đã có nhiều khởi sắc, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại và phát triển kinh tế. Đây là tuyến đường liên thôn Đức Phú, xã Phong Hòa. Nhận được gần 50 tấn xi măng do công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm hỗ trợ thông qua chương trình đồng hành xây dựng nông thôn mới, người dân trong xã đã chung tay đóng góp cát và ngày công để bê tông hóa xây dựng tuyến đường dài hơn 325 m nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong vùng đi lại thuận tiện và an toàn. Ngoài 1,5 km đường được hỗ trợ xây dựng trong 2 năm trước, năm 2019, xi măng Đồng Lâm hỗ trợ cho địa phương xây dựng thêm tuyến đường này để đảm bảo tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường hoàn thành, bà con ở đây ai cũng vui mừng, bởi lẽ trong đó có công sức, sự đóng góp của người dân và sự tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền cùng doanh nghiệp. Dạ, trước đây thì khi chưa xây cái đường này thì đường này thì còn rất là lề lối nên ít người mua xe, mà rất là hay, nhiều bạn rất là trẻ học. Nhưng giờ đây từ khi xây cái tuyến đường này thì nhiều bạn mua xe và không còn trẻ học nữa. Khi một con đường này hoàn thành thì là đối với người dân đấy á, vấn đề thứ nhất là cái vấn đề đi lại là thuận tiện. Vấn đề thứ hai, nhờ có con đường này mà hơn nữa là cái kinh tế của gia đình hộ là càng ngày là càng phát triển. Cũng là vì do cái sự thông suốt của con đường thì thứ nhất là vận chuyển, thứ hai đi lại là thành có được thuận lợi hơn. Tuyến đường được bê tông hóa, việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện hơn. Đặc biệt là việc vận chuyển nông sản của người dân trong vùng dễ dàng hơn, sẽ giúp kinh tế các hộ dân phát triển. Tôi có sự lưu hành vận chất dễ dàng để cải thiện thứ nhất là trong các cái vấn đề học hành, trao đổi hàng hóa, các nông sản. Rồi là chúng tôi là làm được những sản phẩm, lên cái đường dễ dàng, thuận lợi thì có những là người sẽ đến mua tận đến hàng. Và một cái đặc thù lớn nữa là có con đường khang trang thì sẽ dẫn đến những ngày hội có thể đẹp đẽ, là khang trang đàng hoàng tổ đẹp, cho nên người dân ở đây rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Về phương thức thực hiện nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm, chỉ riêng thôn Đức Phú, sau 3 năm hưởng lợi từ chương trình, đã có gần 2 km đường thôn xóm được bê tông hóa. Cũng được sự hỗ trợ của cấp trên thì Đức Phú cũng đã làm được là một tuyến đường là hơn 1,5 km mà trong là 2 năm, và năm nay thì 325 m. Thì cũng rất là cảm ơn là được sự quan tâm của cấp trên của và cũng ủy ban nhân xã đã tạo điều kiện cho nhân dân Đức Phú chúng tôi là có những con đường phải nói là đường dân sinh rất là tốt. Sau 9 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn các xã trên địa bàn huyện Phong Điền đã có sự đổi thay lớn. Không còn hình ảnh con đường bấp bô, lề đồi. Giờ đây, các địa phương đã có thêm những con đường nhựa, bê tông phẳng lì dẫn tới từng thôn dân cư. Trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông trở thành tiêu chí khó thực hiện. Song, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị của huyện Phong Điền cùng với sự đồng hành hỗ trợ từ các doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm, hạ tầng nông thôn các địa phương được đầu tư tạo thuận lợi cho việc giao thông đi lại và phát triển nông thôn, nông sản trên địa bàn. Đối với tiêu chí giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí là tương đối khó vì đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Ngoài sự đóng góp và tự nguyện hiến đất cũng như đóng góp công, đóng góp là tiền của người dân rồi thì là bên cạnh đó là cái việc hỗ trợ của nhà nước nói chung mà cũng như là một số doanh nghiệp là giúp cho xã để hoàn thành tiêu chí này là phải một trong những cái việc là chúng tôi rất là đáng ghi nhận, đặc biệt là đối với công ty xi măng Đồng Lâm. Việc làm này là chúng tôi thấy rất là thiết thực và đem lại cái là sự thuận lợi cho người dân trong cái quá trình là giao thông đi lại, kể cả sản xuất, kể cả sinh hoạt, và người dân rất là đồng tình rất cao. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc huy động nguồn lực từ người dân địa phương,
huyện Phong Điền đã tập trung kêu gọi các doanh nghiệp chung tay đóng góp hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm hỗ trợ 1.500 tấn xi măng thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực, vừa chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vừa thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. Điều mà chính quyền ở huyện, ở xã hiện nay cũng đang rất quan tâm, đó là sự vào cuộc của các doanh nghiệp, sự đồng hành của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn của huyện. Thì trong thời gian qua, thì huyện cũng đã là kêu gọi sự vào cuộc của các công ty doanh nghiệp như là nhà máy xi măng Đồng Lâm, công ty Scavi Huế. Cái thứ nhất là giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người dân, thì và có một số chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân trên địa bàn của huyện. Cho nên qua hơn 10 năm thì chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cũng đã có những kết quả rất là tích cực. Bằng cách làm này, rất nhiều làng xã trên địa bàn huyện Phong Điền đã hoàn thành được tiêu chí bê tông hóa giao thông nông thôn. Sự đồng hành, sẻ chia của các doanh nghiệp không chỉ thể hiện trách nhiệm, ý thức với cộng đồng xã hội, giảm bớt gánh nặng trong ngân sách, cũng như việc huy động nguồn kinh phí từ người dân đóng góp. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người dân và chính quyền địa phương. Theo đó, góp phần chung sức cùng nhân dân huyện Phong Điền hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Thưa quý vị khán giả, nằm trong quy hoạch đô thị loại 5, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong An đã có nhiều bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn thiện 5 tiêu chí, hướng đến đưa Phong An trở thành đô thị loại 5. Hãy cùng đến với những đổi thay tích cực của địa phương Phong An qua phóng sự sau. Tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nên kinh tế có mức tăng trưởng cao, GDP đều tăng hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng, tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp đáng kể. Phong An đang từng bước khẳng định vị trí trung tâm kinh tế, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng của huyện Phong Điền và tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phong Điền nói chung và xã Phong An nói riêng, sớm tận dụng các tiềm năng và thế mạnh của địa phương, cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền đến năm 2030 và là thị trấn trung tâm tiểu vùng thuộc huyện Phong Điền, đảm bảo quản lý đầu tư xây dựng một cách đồng bộ. Việc tiến hành lập đề án đề nghị công nhận đô thị mới Phong An, huyện Phong Điền đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 là cần thiết. Khi được hỏi về xã Phong An tập trung xây dựng đô thị loại 5, nhiều người dân xã Phong An bày tỏ rất phấn khởi, thấy rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp lòng dân. Người dân đều ủng hộ cao với chủ trương này và tin tưởng rằng xã Phong An sớm trở thành đô thị loại 5 trong thời gian tới. Đối với thôn Bồ Điền thì đã hiến đất hàng nghìn mét đất vườn ở để mở đường 6,5 và hàng trăm tường rào cứng để cho mở đường, thậm chí là mô mả của dân phái tư nhân họ nhân dân vẫn đồng tình là quy hoạch để mở đường. Phải nói đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và nhân dân ở trong thôn đồng tình rất là cao cùng với cấp trên để mà hoàn thành tiến tới để xây dựng xã Phong An trở thành đô thị loại 5. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, xã Phong An đang chuyển dịch từng bước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực theo cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 15 đến 18%. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tại xã Phong An theo giá thực tế 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,38%. Qua nhiều năm phấn đấu, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, của huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong An đã nỗ lực trong việc phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, tập trung xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Về kiến trúc cảnh quan, sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị mới Phong An được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã Phong An đã tiến hành lập các quy hoạch chi tiết, quy hoạch các khu đô thị mới và khu cải tạo chỉnh trang khu dân cư. Việc xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn xã có kiến trúc mặt phố hài hòa, có hai phố đủ mặt lát, đảm bảo mỹ quan đô thị về chiếu sáng, cây xanh, điểm nghỉ, biển hiệu, quảng cáo, nơi bán hàng, chỗ đỗ xe.
Hệ thống đường dây thông tin liên lạc và viễn thông, điện chiếu sáng, cấp điện sinh hoạt được xây dựng ngầm. Các tiêu chuẩn về cấp điện và chiếu sáng công cộng đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Toàn xã đã có lưới điện quốc gia phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Đến nay, hồ sử dụng điện đạt 100%. Hệ thống nước sạch đã phủ kín 7/7 thôn. Tỷ lệ hồ sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,8%. Các tiêu chuẩn về hệ thống viễn thông được trang bị hiện đại, hạ tầng mạng thông tin di động phát triển tương đối hoàn thiện, phủ sóng tới mọi khu vực trên địa bàn. Qua đánh giá, hiện trạng phát triển đô thị xã Phong An đạt 77,25/100 điểm so với yêu cầu là đạt. Và trong thời gian qua, đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của xã Phong An đã tập trung làm tốt về công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, và đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao. Địa phương cũng đã chủ động phù hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt công tác quy hoạch, để làm tốt công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia cùng với chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng xã Phong An trở thành đô thị loại 5. Thì việc đề nghị công nhận đô thị mới Phong An đạt chuẩn đô thị loại 5, đây là tâm huyết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân của xã Phong An đã phấn đấu nỗ lực trong thời gian vừa qua. Quá trình xây dựng và phát triển, xã Phong An đã thực sự chuyển mình, đạt những thành tựu trong tất cả các mặt, và đến nay cơ bản đã hồi tu các điều kiện để được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Do đó, việc đề nghị công nhận đô thị mới Phong An đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 là sự phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển, là phù hợp với các định hướng, chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phong Điền. Đây là tâm huyết của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu. Đây là dấu ấn ghi nhận thành quả của xã Phong An trong những năm qua, đáp ứng nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền nói chung và xã Phong An nói riêng, là nguồn động viên khích lệ to lớn để Phong An tiếp tục phấn đấu, khắc phục những yếu kém, bất cập, khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của mình để xây dựng trở thành đô thị mang đặc sắc riêng, đảm bảo các tiêu chí, đáp ứng vai trò trung tâm tiểu vùng của huyện Phong Điền, đồng thời là điều kiện thuận lợi để xã Phong An tiếp tục phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên trang truyền hình địa phương huyện Phong Điền. Mọi thông tin xin gửi về trang truyền hình địa phương, phòng tờ sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc trên fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.